kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với Tisu Chu Du. Hôm nay Tisu mời cả nhà mình sẽ đi hải sản ở chợ cá Cùng Chà Phan Thiết, nằm ở trên đường Trưng Chắc. Mình cứ đi đến cuối đường Trưng Chắc thì mình sẽ thấy có một cái cảng có cái cửa màu xanh đó. Hoặc là mình đi trên đường thì mình hỏi mọi người thì mọi người sẽ chỉ cho mình cái đường xuống cảng. Cảng cá Cùng Chà này thì cũng lâu đời rồi, nhưng mà điều ở đây á, thì họ sẽ đi cá cho những cái thuyền lớn như thế này, rồi họ đi vô xong rồi là họ sẽ chuyển vào trong bờ để cho mọi người mua. Họ có một cái chỗ ở phía dưới ha, để đựng cá nè, rồi cá nè đi bỏ lên bờ. Cá châu cháo cả nhà mình đó, đi cực ha. Bên này là những thay cao cháo vô trong bờ rồi nè. Đây là cá nè. Ủa anh sao cá đây họ mới lên rồi. Ủa anh, cái này bị đổ ra hay sao vậy? Cái này bị đổ ra hay sao vậy? Có cái này bây giờ ta đem hút vô để bắt lên căng. À, có nghĩa là mình bỏ lên à. Mình bắt được thì nó nằm ở trên này rồi giờ mình mới bỏ vô thay để mà đem lên căng ha. Cá là cá chỉ. Dạ, cá chỉ vàng ha. Này đi mấy ngày là vô anh hả? Đi ngày là có một ngày. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ. Ngon chưa? Hả? Này cá này đem về ăn nè. Đen. Này xong rồi khiêng lên. À, cá chỉ vàng. Anh chị này là kéo cá đi. Nặng lắm đó nha, cả nhà mình thấy thay gì nữa. Hay là nó là chợ cá nè, nên là đông vui tấp nập. Cái gì? Cái gì?
vài cặp bến vô nè. Đây cột dây neo lại nè. Đây là cá châu cháo. Đây là cột và mọi người cột dây neo nha. Đó là mở cá ở trong cái nắp kia nha cả nhà mình. Cá xong rồi họ sẽ di chuyển lên trên này. Chắc là kho lạnh, mình nghĩ vậy, tại mình không có rành về tàu lắm. Đó, cá đưa lên. Rồi, đây, chuyển vô trong. Vô đây nè. Cá lục sò này cả nhà mình 55. Cá lục sò. Cá ngừ. Cá chỉ vàng. Cái con cá to to kia là cá gì? Cá gáy hả? Dạ. Người ta cho hàng mà quá. Cho nó kéo vô đi, mắc cái đâu. Cá chín á. Biết mà. Ta sợ cái chùm mặt này nè, nó lộn nè. Cho mày chứ đâu, chăm cho con. Đây nè, tôi giữ chăm ở đây, hấu lại, giữ cái nơi này. Cá chị tiền nha em. Có đầu tiên nha. Cá thầy thì nhiều quá cả nhà mình ha. Quá trời cá luôn thì vô. Dạ không con cô ạ. Nhiều loại lắm á cả nhà. Cá chị, cá đồng, cá châu cháo. Này thuyền cô, có một người ở dưới cuối tàu kéo sát vô trong cái bờ ha, còn người đầu này là cột neo nè. À bên này là ghẹ. Này vô xong rồi. À chắc là cái này là đem về ăn hay sao cả nhà? Quay gì em? Dạ ăn quay cá. Quay lại. Ủa cái hả? Dạ quay YouTube. Ủa cái này là đi xong rồi đó hả anh? À mới rồi đi giờ bán xong rồi mình rửa lại sạch sẽ hả? À, giờ bán vô nghỉ. Bây giờ là nghỉ hả? Dạ rửa lại quay con cá này không? Cá trình hả? Đúng không anh? Đúng rồi. Quay mới đi hả? Mặt quỷ hả? Ê, nhà quỷ mình ăn cá mặt quỷ nè. Này đi mấy ngày mới vô hả anh? Hồi 9 ngày đi 6 bữa em à. 6 ngày à? 6 ngày à? Có tùy theo lèo à? Dạ. Thì có lèo đi 2 bữa, có lèo đi vài bữa. Bây giờ mình nghỉ mấy ngày mới đi lại anh?
chắc 2-3 bữa rồi lại đi tiếp. Dạ. Quay là chưa mà. Em quay YouTube ạ. Cảm ơn anh nha. Đi trước đâu? Đây á, bà ngoại xin cá. Xin ít cá. Đá. Rồi cả nhà mình ha, Tisu xin phép dừng lại cái video clip ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tisu ha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.